Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Happy Week English. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với cái phần tiếng Anh giao tiếp và phần đàm thoại. Ở phần 4 này, chúng ta sẽ tiếp tục với chuyên mục là Around Town, xung quanh cuộc sống của chúng ta. Rồi, đầu tiên đó là ordering a meal. Mình order một bữa ăn ở nhà hàng như thế nào? Giữa các nhân vật nói chuyện với nhau ha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu. Hello, I'll be your waiter today. Can I start you off with something to drink? Các bạn thấy mẫu câu đầu tiên ha? Tôi là phục vụ của ngày hôm nay và với mẫu câu là Can I start you off with something to drink? Các bạn có thể học mẫu câu này đó là mình sẽ start off ở đây có nghĩa là mình sẽ uống khai vị đầu tiên sẽ là uống một cái gì đó được không? Thì nhân vật đầu tiên, yes, I'll have iced tea, please. Rap thì rap uống là trà đá. Anna, and I'll have lemonade. Lemonade là nước chanh. Các bạn đừng có confuse bị nhầm lẫn với cái từ lemon juice ha. Lemon juice đó là nước cốt chanh. Không ai đi uống nước cốt chanh đâu ha. Nó rất là chua đi. Lemon juice. Sorry. Lemon juice, nước cốt chanh. Còn lemonade nó sẽ có đường, có đá ha. Ngon hơn. Rồi, okay, are you ready to order or do you need to fill minutes? Bạn đã muốn order chưa? Bạn đã sẵn sàng order chưa? Hay là bạn cần thêm một chút thời gian nữa? Tôi sẽ có một câu là Are you ready to order or do you need to fill minutes? Các bạn thấy mình nói âm chỗ need to. Và có một lưu ý nữa đó là các bạn cần phân biệt chữ này đọc là ready, sẵn sàng chưa? Còn cái chữ này là câu này là really thiệt hả thật vậy hả hai từ này có đọc khác nhau nhé ready really rồi tiếp theo I think we're ready I'll have the tomato soup to start and the roast beef with mashed potatoes and peas. Tôi nghĩ là chúng tôi đã sẵn sàng rồi. Tôi muốn cái phần súp cà chua. Tomato sauce. Nghĩa là khai vị đầu tiên sẽ là món súp cà chua. And the roast beef. Đó là bò nướng. With mashed potatoes. Khoai tây nghiền. Mashed. Nó là sợi dài. Bởi vì sợi dài nhân khi đi thì phát âm phải là âm th. And peas. Và đậu. How do you want the beef? Bạn muốn thịt bò như thế nào? Bò ở đây mình sẽ nướng nên nó sẽ có cái từ đầu tiên đó là rare, đó là chỉ là chín tái thôi. Rồi tiếp theo sẽ là medium. Medium là chín vừa và cuối cùng là well done. Well done sẽ là chín kỹ ha. Rồi restaurant là well done, please. Tôi muốn chín kỹ. And I'll just have the fish. Và anh em muốn thêm có cá thêm. With potatoes and the salad. Anh em sẽ chọn món cá, potato and salad. Món khoai tây và rau trộn. Vậy thì qua cái phần ordering a meal này mình sẽ học những cái mẫu câu như sau. Đầu tiên đó là Can I start you out with something to drink? Thì mình muốn ai đó bắt đầu mời ai đó uống. Cái gì đó thì mình sẽ nói câu này. Còn các bạn muốn dùng cái thức uống nào đó, các bạn sẽ dùng cấu trúc là I'll have. Ví dụ như là nước chanh, mình sẽ có là lemonade. Nước cam, mình sẽ có là orange juice. Nước ép dưa hấu sẽ là watermelon juice. Nước thơm sẽ là pineapple juice. Nước táo sẽ là apple juice. Rồi, bạn có muốn order chưa hay là bạn cần thêm thời gian? Are you ready to order or do you need to fill minutes? Mẫu câu này rất là các bạn có thể áp dụng cho mình đi làm thêm hay là mình có công việc liên quan tới phục vụ gì đó, mình sẽ sử dụng mẫu câu này ha. I think we're ready. Ta tiếp tục có một câu I'll have cộng với món ăn. Bởi vì to start nghĩa là các bạn muốn khai vị và sau đó các bạn có thể nói món chính hoặc là các bạn có thể liệt kê ví dụ I'll have phở, I'll have bún bò Huế,
Noodle with pip soup. Là broken rice, cơm tấm, sườn mì chả. Rồi, khi mà đối với những cái beef steak, những cái món beef tusk, bạn đọc nó là beef steak, thì nó sẽ có thêm mức độ là rare, chín tái thôi, medium là chín vừa và well done là chín kỹ. Hoặc là các bạn không nhất thiết phải là roast beef hay roast duck, gì ta, vịt quay chẳng hạn. Rồi chúng ta có thể như nó là have the fish, cá. Rồi vậy thì đối với mức độ chín thức ăn, các bạn có thể học ba cái từ này: rare, medium and well done. Tiếp theo, the doctor's office. Các bạn đi khám bệnh. Đây là những tình huống cơ bản thôi nhé. Thì bác sĩ có thể hỏi bạn là what's problem with, what's the matter with you? What's wrong with you? Tại vì các bạn biết là cái chữ what's happened nó nghe nó rất là quan, nghe có là cái vấn đề rất là quan trọng. Hoặc là what is the problem? Vấn đề là gì? Kiểu như là mình tranh luận với ai đó về cái vấn đề gì đó thì mình sẽ dùng một câu đó. Và ví dụ như ở đây doctor sẽ nói nhẹ nhàng hơn, ví dụ như là what seems to be the problem, vấn đề dường như là cái gì vậy. Hoặc là các bạn có thể nghe là what's your mother's, what's yours mother, vấn đề của bạn là gì. Là what's wrong with you. Vì sao hả, đúng không? Một câu này. Well, I'll have a bad cough and a sore throat. I also have a headache. Bị ho nè, bị đau họng nè, còn bị nhức đầu nữa. Bad cough, sore throat. Đối với những cái âm TH, khi phát âm á, các bạn sẽ đưa lưỡi ra giữa hai răng, sau đó rút nhanh vào ha. Giống như từ thank you á. Thank you. Throat. Headache. Bác sĩ nói là how long have you had these symptoms? Bạn có biểu hiện này, bạn có hiểu triệu chứng này lâu chưa? About 3 days now. Cho tới bây giờ là 3 ngày ha. About 3 days now, khoảng chừng. Đối với cái từ about này, các bạn có thể học thêm, đó là mình sẽ có những cái từ ví dụ là approximately, khoảng bao lâu đó. Roughly. Những cái từ này sẽ bằng nghĩa với about, khoảng chừng. Approximately, roughly, about 3 days now. I'm really tired too, rất là mệt. Hoặc là các bạn có thể dùng cái từ exhausted, nó nghe bằng nghĩa exhausted, rất rất là mệt, bằng nghĩa với very tired. Exhausted, hát câm nha các bạn. It sounds like you got the flu, và bị cúm hay sao á. Test aspirin là thuốc ha. Các bạn lưu ý là khi mà mình uống, thì mình uống nước, uống nước ép hay uống cái gì đó, thì mình sẽ dùng động từ là drink. Nhưng mà khi uống thuốc thì các bạn phải dùng động từ take. Nhớ nhé, take. Thì uống thuốc mình sẽ có là medicine. Sorry, medicine. Đừng đọc medicine ha các bạn, nó là medicine hoặc là medication, thì nó có nghĩa là thuốc chứ. Còn đây người ta dùng luôn là thuốc aspirin. Take medication. Have you taken medicine? Bạn uống thuốc chưa? Have you taken medications? Bạn uống thuốc chưa? Rồi, take aspirin every 4 hours. Every 4 hours có nghĩa là mỗi 4 giờ. Vậy có nghĩa là sao? Có nghĩa là cứ cách 4 tiếng các bạn uống một lần. Every 4 hours, every 2 hours,
every 5 hours and get plenty of rest, và nghỉ ngơi nhiều hơn. Plenty of này là nhiều hả các bạn? Make sure, đảm bảo rằng you drink lots of fluids. Fluids ở đây là chất lỏng ha. Có nghĩa là khi người ta chúng ta nên uống nhiều nước vô. Sử dụng là fluids. Call me if you're still sick next week. Gọi lại cho tôi nếu như mà bạn vẫn tiếp tục bị bệnh vào tuần tới. Nghe là bạn thấy có thể cho uống thuốc một tuần ha. Ok, thanks. Vậy thì trong bài này chúng ta sẽ lưu ý nhất, đó là khi hỏi ai đó có vấn đề gì, các bạn có thể dùng câu What seems to be the problem? What's your matter? What's wrong with you? Các cái bệnh như là bad cough, ho nè, sore throat, đau họng nè, headache, bị đau đầu nè. Rồi, symptom là triệu chứng ha. About 3 days now, about mình có thể dùng từ approximately, roughly, really tells, mình có thể dùng từ exhausted, kiệt sức rồi. Rồi nhớ nha, khi uống thuốc các bạn sẽ dùng là take medicine, take aspirin, take medication. Nghỉ ngơi nhiều sẽ là get plenty of rest. Make sure là đảm bảo. Rồi, chúng ta chỉ học những cái cụm như vậy thôi. Và lưu ý nữa, đó là cách mấy tiếng đồng hồ mình uống một lần thì các bạn sẽ dùng cái từ every cộng với thời gian phía trước. Rồi, có một số cái bệnh khác, ví dụ như là nose running, là bệnh sổ mũi ha. Rồi thyroid scan, cũng là tới tháng các bạn bị đau bụng. Ví dụ như vậy, sẽ có những cái bệnh khác nữa. Ở đây mình sẽ hướng dẫn ba cái bệnh cơ bản: bad cough, sore throat, headache. Rồi hoặc là sốt, fever. Thêm nha. Sốt là fever nè. Pertus. Thêm đau một tháng tới tháng nè. Rồi đau răng, tooth edge. Ví dụ như vậy. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tới bài cuối cùng ngày hôm nay, đó là asking direction. Đừng đọc là đi hoặc là die nha các bạn. Asking direction. Cuộc nói chuyện giữa Mark và Nancy. Mark, excuse me, could you tell me where the library is? Bạn có thể chỉ cho tôi cái thư viện ở đâu? Thì ở đây các bạn thấy cái mẫu cấu trúc nè. Could you tell me where? Các bạn cứ lặp lại y chang như vậy. Các bạn chỉ cần thay cái chữ the library mà cái nơi mà các bạn muốn tìm ha. Mình sẽ liệt kê một vài nơi nha. Ví dụ như là bệnh viện là gì? Hospital. Rồi, nhà sách, bookstore, nhà hàng, restaurant, police station, đồn cảnh sát, chợ, market. Các bạn biết ở Việt Nam mình có chợ, ví dụ các bạn có thể gọi là West Market. Hoặc là flea market là chợ trời ha. Còn wet market là chợ ướt, thì thường là chợ cá đâu ha. Rồi supermarket, siêu thị. Bank, ngân hàng. Park, công viên. Car parking, sorry, chỗ đậu xe, bãi đậu xe. Bảo tàng, museum. Nơi nào nữa các bạn? Trường học, school,
School thì có thể là kindergarten, primary school, secondary school, trường cấp 2, hoặc là high school, trường cấp 3, university là trường đại học, cũng có thể là trường học khác nhau. Rồi ví dụ như là tên đường chẳng hạn, ví dụ như là ABC Street, trên tên cái đường nào đó thì nó nằm ở đâu, ví dụ như vậy. Hoặc là ABC Bakery, cái cửa hàng bánh nó nằm ở đâu, ví dụ như vậy. Cái salon nó nằm ở đâu, cái chỗ làm tóc á. Hoặc là pharmacy là cái chỗ bán thuốc nằm ở đâu đó. Mình sẽ chỉ cần thêm thay thế cho cái chỗ mà từ the library này thì các bạn có thể hỏi được cái nơi các bạn muốn đến ha. Rồi, yes, it's this way. Đường đó đó. You go 3 blocks to Washington Street. Bạn đi ba cái dãy nhà tới cái đường Washington Street. Then turn right. Sau đó quẹo phải. It's on the corner. Nó nằm ở góc đường á. Across from the bank. Across là băng qua, nhưng mà across from có nghĩa là đối diện. Băng qua nhưng mà từ cái hướng the bank, có nghĩa là nó nằm đối diện đúng không? Băng qua từ cái hướng the bank này. Bank bên đây băng qua thì có nghĩa là đối diện với cái the bank. Thì cái chữ across from này là đối diện. Bằng với từ opposite. Thanks. I've only been in town a few days. Tôi ở thị trấn này mới có mấy ngày thôi. So I really don't know my way around yet. Vì vậy tôi cũng chưa có biết đường xung quanh cho lắm. So I really don't know my way around yet. Oh, I know how you feel. Tôi biết bạn cảm thấy thế nào mà. Câu này các bạn có thể dùng khi mà ai chia sẻ với các bạn điều gì đó. I know how you feel. Tôi hiểu bạn mà. Tôi biết cảm giác đó ha. We moved here the day a year ago. And I still don't know where everything is. Chúng tôi cũng đã mua tới đây một năm, di chuyển tới đây một năm rồi, chuyển tới đây một năm và tôi vẫn chưa biết hết mọi thứ nó nằm ở đâu. Rồi, ok. Trong cái bài Giving Direction này, Asking Direction này, các bạn có thể học cái câu ở đường. Bây giờ, could you tell me where is? Yes, it's that way. Nó là nói này. Across from là bằng nghĩa với opposite, đối diện. I know how you feel. I know how you feel. Tôi hiểu bạn mà. I still don't know where everything is. Tôi vẫn không biết mọi thứ nó nằm ở đâu. Các bạn để ý nha, khi mà các bạn hỏi bình thường, các bạn hỏi đó gì nè? Where is the library? Thì lúc đó các bạn sẽ đảo động từ lên phía trước. Nhưng mà khi nó được lồng vô câu hỏi yes no, could you tell me, liệu bạn có thể nói với tôi được không? Thì tiếp theo sẽ đến cái cụm từ để cái từ để hỏi là từ where, rồi tiếp thế là chủ từ cộng với động từ theo cấu trúc bình thường.